Tỷ giá bây giờ nếu mà hai suất đất anh bán thì nó khoảng được 1 tỷ 500 một suất thôi. Có nhà cửa ổn định thì anh sẽ về bên người đó sống. Thì anh cũng có nghề nghiệp chạy taxi nè, anh có đất cát, nếu mà sau này anh bán miếng đất đó anh dẫn về đem về giúp cho bên vợ, đúng không anh Hướng? Đúng rồi. Dạ. Lời nói đầu tiên Cảnh muốn chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay Cảnh có nhận được số điện thoại của anh Hướng từ ngoài Bắc. Anh Hướng nhờ Cảnh tìm cho anh một nửa mảnh ghép yêu thương. Bây giờ đây mong quý vị khán giả cùng theo Cảnh để nghe anh Hướng tâm sự ha. Dạ em chào anh Hướng ha. Anh chào chú Cảnh, chú Hữu Cảnh. Dạ. Anh chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Anh tự giới thiệu, anh tên là Trần Văn Hướng, sinh năm 1966, quê ở Thái Bình. Và anh sinh năm 1966 à, anh Hướng năm nay được 40, 48 tuổi. Ủa? Anh hôm nay là Năm 58 tuổi. 58 tuổi. Dạ, rồi tình trạng hôn nhân của anh sao anh Hướng? Tình trạng hôn nhân là anh ly hôn được 2 năm rồi. Ly hôn 2 năm. Hiện anh đang còn sống độc thân. Hôm nay lên chương trình chú nhờ chú kết nối cho một người. Anh năm nay 58 tuổi mà có ai ra ngoài đường có ai nói anh còn trẻ quá không? Không. Rồi anh Hướng, anh được mấy người con? Anh được 2 người con gái đã đi xây dựng cả 2 rồi. Dạ, vậy hiện tại bây giờ anh Hướng là không không có con vướng bận đúng không? Không, anh không có con vướng bận. Dạ. Rồi à, quê quán của anh ở ngoài Bắc hả anh Hướng? Quê quán của anh ở ngoài Bắc, chú. Dạ, công việc của anh hiện tại anh làm nghề gì? Anh làm lái xe taxi gia đình. Anh có nhà cửa ổn định không anh Hướng? Anh thì nhà thì cắt đứt vợ cả, thì nhà anh nhượng lại cho vợ cả, còn anh chỉ lấy xe ô tô thôi, anh đi làm ăn. Rồi, vậy hiện tại bây giờ anh ở đâu? Anh thuê nhà, anh sống hay sao? Hiện tại bây giờ là anh nhà cửa là anh cắt một nửa cho vợ cả, còn anh còn lại là 2 suất đất với một con lái cái xe ô tô. Dạ, vậy anh còn hai miếng đất Hiện nha. tại là anh vẫn còn ở chung nhà, anh chưa có nhà. Wow, anh đã ly dị vợ rồi. Nhưng mà hiện tại anh còn sống chung ở trong nhà với vợ hay sao? Đúng rồi, hiện tại anh còn đang sống chung chung nhà Cái vụ vì này anh chưa có nhà riêng. hơi căng nha. Anh với vợ anh có giấy ly hôn của tòa án chưa? Anh có rồi, anh có giấy ly hôn của tòa 2 năm nay rồi. Dạ, mình với bà xã đã ly hôn nhau, nhưng mà hiện tại mình vẫn còn sống chung nhà. Thì anh có nghĩ mà một cái thời gian nào đó tình cảm nó sẽ nảy sinh thêm không? Không, anh không bao giờ anh quay lại với người vợ cả cũ nữa. Dạ, anh có thể kể cho khán giả và em được biết tại sao hồi đó mình sống chung với vợ mà tới mấy chục năm chờ mà tại sao mình để xảy ra ly hôn không? Vì trong cuộc sống thì nó nhiều cái nó phức tạp. Anh đi làm xe này là tiền không có rồi, và vợ con nó cứ bảo là anh ăn bám với nọ kia, ăn bám nó suốt đời, nên anh nhiều lần anh không chịu được thì anh xin ly hôn. Có Dạ. nhiều cái vấn đề nó phức tạp lắm, nên là anh không thể sống chung được nữa thì thôi, thì anh cũng ly hôn để mỗi người một nơi anh làm anh ăn. Như vậy thì mỗi khi mà anh đi chạy xe về rồi các anh về tới nhà anh gặp chị thì có khi nào mà hai người nói chuyện với nhau không? Không, 2 người cứ nặng mặt với nhau thì nó không được vui vẻ nọ kia. À, cách Nên đây là 2 năm, nhiều cách đây đã 2 năm rồi đúng không anh? anh ly dị được 2 năm rồi.
nhưng anh chưa tìm được người nào, thì nay lên kênh của chú để chú kết nối cho anh một người để làm đi nốt quãng đường còn lại. Dạ, như vậy thì nếu mà tìm được một người bạn đời mới thì anh đi đâu sống? Anh đi về bên người ta sống hay là hai người ra muốn nhà nhà trọ ở? Anh thì muốn là về bên đằng người bạn sống. Thế còn nếu mà anh nếu người bạn mà nếu có điều kiện thì về nhà quê anh ở mà làm tí nhà tí cửa ở cũng được, vì anh còn hai suất đất, Hai anh suất, chưa bán được. Hai suất đất được khoảng trị giá bao nhiêu tiền anh biết không? Trị giá bây giờ nếu mà hai suất đất anh bán thì nó khoảng được 1 tỷ 500 một suất thôi. Dạ, thì nói chung vì đất ở trong vì đất của anh là đất trong ngõ chứ không phải đất mặt đường. Dạ, anh ra riêng là anh thôi vợ anh chia gia tài, anh được một chiếc xe và anh được hai suất đất trị giá đúng rồi 1 tỷ. Đúng rồi. Dạ, anh cho em biết là chiều cao và cân nặng của anh hiện tại được bao nhiêu? Chiều cao của anh là 1m62, cân nặng 58 cân. Dạ, anh có hút thuốc và có biết nhậu nhẹt gì không anh Hướng? Không, anh không hút thuốc, không rượu chè, không nhậu nhẹt cái gì. Anh chủ yếu là tu chí và làm ăn thôi. Dạ, bây giờ theo em được biết đó, thì người Bắc người ta hay gia trưởng đúng không anh Hướng? Nhưng mà theo bản thân của anh thì có gia trưởng không? Anh không có gia trưởng. Dạ. Tại vì thường thường người ta cái quan điểm của người phụ nữ người ta nói em có giới thiệu cho những người mà ở ngoài Bắc á, thế người ta nói thôi người Bắc người ta có tánh gia trưởng, người ta không có chịu đâu. Thì em mới giải thích cho người ta biết không phải đâu, tùy theo tánh người chứ đâu phải mà ai cũng gia trưởng đâu. Đúng không anh Hướng? Đúng rồi, dạ. Anh không có gia trưởng gì hết. Rồi, và theo mà bây giờ anh muốn nhờ em tìm cho anh một người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Tuổi từ 50 trở xuống. 50 đổ xuống, anh có kỵ người vùng miền không? Chẳng hạn người ở miền Nam, miền Tây rồi đó. Không, anh không quan trọng người vùng miền, miền nào cũng được, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nè, anh còn điều gì mà mình gửi đến khán giả nữa không? Sao ạ? Anh còn điều gì mình gửi đến khán giả không? Anh không. Anh không hả? Còn cái gì chú hỏi thì anh nói. Dạ. Anh có ngại cái người đó có con nhỏ không? Anh không, miễn là người đó hiểu nhau để vun đắp vào trong cuộc sống những quãng đời còn lại thôi, quãng đường còn lại thôi. Dạ, mình người bên đối phương có con thì mình thương mẹ mình phải bế con đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thôi bây giờ em sẽ xin tóm tắt câu chuyện gì. Anh Hướng là năm nay được 59 tuổi, 58 hay 59 gì đó. Thì anh đã ly hôn vợ cách đây hơn 2 năm. Nhưng mà hiện tại anh vẫn còn sống chung với gia đình. Thì ly hôn vợ anh chia gia tài được một chiếc xe. Một chiếc xe đó trị giá khoảng bao nhiêu tiền anh biết không? Trị giá bây giờ cái xe nó rẻ. Trước anh mua hơn 200, bây giờ khoảng độ 150 thôi. Dạ. Thì bây giờ anh đã ly dị bà xã, anh ra ngoài anh có một chiếc xe để chạy taxi. Và anh có được 2 miếng đất trị giá khoảng 1 tỷ. Đó, thì bây giờ anh nhờ Cảnh tìm cho anh một người nào mà có nhà cửa ổn định thì anh sẽ về bên người đó sống. Thì anh cũng có nghề nghiệp chạy taxi nè, anh có đất cát. Nếu mà sau này anh bán miếng đất đó anh dẫn về đem về giúp cho bên vợ đúng không anh Hướng? Đúng rồi. Dạ, thì chị em nào mà xem video này nãy giờ mà cảm thấy có đồng cảm với anh thì cứ liên hệ cho em sẽ kết nối cho hai người đến với nhau ha anh Hướng. Đúng rồi. Dạ, rồi trước tiên anh có cho phép em đăng hình ảnh anh lên mạng xã hội không anh? Được. Sau này con của anh hoặc bản thân của anh không có quyền kêu em phải gỡ video này xuống ha? Đúng rồi, được. Dạ, Cảnh cũng xin chúc cho quý bà cô bác ở gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em cũng xin chúc cho anh Hướng sớm tìm được ý chung nhân của mình ha.
Rồi anh em tặng Anh khán giả anh nướng. cũng chúc cho gia đình chú người mạnh khỏe, làm ăn càng ngày càng tiến tới, Dạ, em cảm ơn giúp anh nhiều. đỡ bà con anh chị em cô đơn thì có gia đình hạnh phúc. Dạ, thôi em chào anh nhé. Thế anh chào chú nhá. Dạ.